Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo cho biết là nhiều người lên tiếng để phản đối Trung Cộng thì đã bị công an mời lên đồn. Phần tin chi tiết với Diệu Quyên. Thưa quý vị, theo như tin từ Việt Nam cho biết, hôm ngày 7 tháng 8 2019, cho dù đang bị Trung Cộng đe dọa chiếm bãi thứ 9, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đàn áp những người lên tiếng phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo tin tức trên mạng xã hội thì trong mấy ngày gần đây, nhiều người tham gia biểu tình phản đối Trung Cộng gây hấn tại bãi thứ 9 hoặc là viết bài trên Facebook đã bị công an địa phương gửi giấy triệu tập lên đồn cảnh sát để thẩm vấn. Vào ngày 6 tháng 8, thì Công an phường 8, quận 4 ở Sài Gòn đã phát giấy triệu tập chị Nguyễn Thị Thanh Thúy sau khi chị tham gia biểu tình chống Trung Cộng một ngày trước đó tại khu công nghiệp Tân Tạo. Công an gọi cuộc biểu tình là tụ tập. Chị Thúy và những người biểu tình vào ngày 5 tháng 8 có thể bị cáo buộc là gây rối trật tự công cộng và đối mặt với án tù nhiều năm nếu như bị kết tội. Tại Hà Nội, thì lực lượng an ninh Cộng sản đã giải tán cuộc biểu tình quy mô nhỏ trước Tòa đại sứ Trung Cộng. Có khoảng 20 nhà hoạt động chỉ biểu tình được khoảng 15 phút rồi lại bị công an và an ninh đến yêu cầu rời khỏi khu vực. Chế độ Cộng sản tại Hà Nội đang rất cần sự ủng hộ của quốc tế và dân chúng trong vấn đề Biển Đông và biểu tình phản đối Trung Cộng là rất cần thiết. Tuy nhiên, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất sợ biểu tình tự phát của dân chúng vì không muốn cho dân thực hành quyền căn bản này. Từ năm 2011 cho tới nay, hàng trăm người đã bị bắt và bị kết án tù vì biểu tình hay viết bài chống Trung Cộng. Nhiều người khác đã bị đánh đập hay là bị sách nhiễu quấy rối bởi lực lượng an ninh và mật vụ. Nguồn tin sau đây cho hay gia đình ca sĩ thích hát nhạc cách mạng đã bị nhà cầm quyền cướp đất. Theo như tờ báo Vietnamnet ngày 6 tháng 8 năm 2019 loan tin, thì ông Lương Đình Thắng và nhiều gia đình thuộc thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã gửi đơn kêu cứu nhiều tháng nay vì bị nhà cầm quyền huyện Lục Ngạn cướp đất. Ông Thắng cho biết gia đình của ông bị nhà cầm quyền lấy đi 1.800 m2 đất và được đền bù với số tiền là 221.000 đồng cho 1 m2. Sau khi lấy đất nhà ông Thắng thì nhà cầm quyền sẽ phân lô bán với giá gấp là 50 lần, hơn 15 triệu đồng cho 1 m2. Quá bất mãn vì hành vi trên, ông Thắng đã nhiều lần làm đơn kêu cứu nhưng không được đoái hoài, mặc dù gia đình của ông khá nổi tiếng với người trong vùng khi có hai con gái là quán quân của cuộc thi tiếng hát Sao Mai. Và một trong hai quán quân Sao Mai là ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Theo Facebook Phạm Minh Vũ thì ca sĩ Nguyệt Anh chuyên hát dòng nhạc cách mạng ca ngợi Đảng Cộng sản. Và đến bây giờ thì Đảng đã cho gia đình của nhà cô nhận trái đắng bởi bản chất cướp bóc của Đảng. Sự việc đang gây chú ý cộng đồng mạng xã hội. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi là không biết gia đình có hai quán quân Sao Mai đã được Đảng làm cho sáng mắt sáng lòng hay chưa? Thưa quý vị, trước sự việc nói trên, trao đổi trên báo Vietnamnet thì ông Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, dự án cướp đất này là do huyện làm chủ đầu tư, lấy tiền từ ngân sách và vay từ quỹ đầu tư và phát triển đất của tỉnh. Ông Bình phân trần, dù địa phương có doanh thu thiếu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, nhưng huyện không thu được đồng nào vào ngân sách, ngược lại còn phải chi hàng chục tỷ đồng để quảng bá hình ảnh. Nhưng dự án cướp đất trên, nếu thành công thì huyện sẽ thu về được hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách. Công ty cổ phần tư nhân Nevis Capital dự định rút vốn đầu tư khỏi Bệnh viện Pháp, Hà Nội. Thưa quý vị, theo tin từ Nikkei Asian Review, Nevis Capital Partners là một công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân châu Á, đang tìm cách rút vốn đầu tư khỏi Bệnh viện Pháp, Hà Nội. Dự kiến quá trình này sẽ chính thức diễn ra trong năm 2020. Công ty Nevis Capital từng mua một số cổ phần tại Bệnh viện Pháp Hà Nội vào tháng 6 năm 2016 từ công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị và Vật tư Y tế Đông Dương. Tuy nhiên, công ty không công bố chính thức mua bao nhiêu cổ phần. Được thành lập vào năm 1996, Bệnh viện Pháp Hà Nội là một bệnh viện tư nhân với hơn 50 bác sĩ làm việc toàn thời gian. Bệnh viện có khoảng 75 giường và đang có kế hoạch tăng số lượng giường lên 150 vào năm 2021. Việc định giá Bệnh viện Pháp Hà Nội sẽ được dựa trên chỉ số giá trị công ty trung bình của các chi nhánh trên khắp các quốc gia Đông Nam Á. Hiện tại thì doanh thu hàng năm của Bệnh viện Pháp Hà Nội được ghi nhận ở mức là khoảng 30 triệu Mỹ Kim. Theo báo cáo của Trung tâm Ken Research công bố vào tháng 3 năm 2018, từ năm 2012 đến năm 2017, thị trường bệnh viện tại Việt Nam ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép đó là 7.8%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư và mảng chăm sóc sức khỏe của nhà nước và tư nhân, cũng như việc cho phép ngoại quốc tự do đầu tư vào Việt Nam. Quỹ Nevis Capital được thành lập vào năm 1998, cai quản một số quỹ đầu tư công cộng và tư nhân với tổng số tiền đã là 5 tỷ Mỹ Kim.
Bản tin sau đây cho hay điều tra viên yêu cầu trang thiết bị an toàn trên máy bay sau vụ tai nạn xảy ra tại Anh Quốc. Thưa quý vị, theo như tin từ BBC News, đưa tin thì vào năm 2017 đã từng xảy ra một vụ tai nạn trên không giữa một chiếc trực thăng và một chiếc máy bay gần lâu đài nổi tiếng Waterstone Manor ở Buckinghamshire thuộc nước Anh. Nhân viên điều tra Crispin Butler yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng phải thực hiện những hành động nhằm ngăn chặn những tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai. Trong bản báo cáo, thì ông Butler tin rằng những chiếc máy bay giống như vậy cần phải được trang bị thiết bị phòng chống va chạm và thiết bị báo động khí carbon monoxide. Vụ va chạm nói trên đã xảy ra giữa chiếc máy bay Cessna 152 và chiếc trực thăng Gambler Kirby G2 vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa ngày 17 tháng 11 năm 2017. Vụ va chạm đã khiến cho 4 người thiệt mạng vì đa chấn thương, cả 4 người đều là nam giới. Trên chiếc trực thăng là phi công trưởng Mike Green, 74 tuổi tại Newbury, đang huấn luyện cho thiếu tá phi công Cộng sản Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi. Còn trong chiếc máy bay là huấn luyện viên người Anh Jaspan Barra, 27 tuổi, đang hướng dẫn cho một phi công tập sự, 18 tuổi có tên là Savan Munde. Một số nguồn tin cho thấy là hai chiếc máy bay này nằm ở trong điểm mù của nhau. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy việc tiếp xúc quá nhiều với khí carbon monoxide trước hoặc là trong suốt chuyến bay là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn nói trên. Nhưng ông Butler vẫn kêu gọi các máy bay hạng nhẹ bắt buộc phải trang bị màn hình hoặc là thiết bị khuyến cáo ngộ độc khí carbon monoxide. Du khách Việt Nam 15 tuổi mất tích ở trung tâm thành phố York. Theo bản tin của tờ York Press, cảnh sát hiện nay đang tìm kiếm một du khách thiếu niên từ Việt Nam vừa mất tích trong trung tâm của thành phố York. Cô Linh Lê, 15 tuổi, đã bị tách khỏi đoàn du lịch ở Coney Street vào lúc 4 giờ 30 phút tối hôm thứ Ba 6 tháng 8. Cô mặc một chiếc áo khoác Ariana Grande trắng, quần jean trắng màu xanh, quần jean ngắn màu xanh và giày đen cùng với một chiếc ba lô màu trắng. Cảnh sát đăng tải trên Twitter rằng cô không hề biết tiếng Anh và chưa từng đến Anh Quốc trong quá khứ. Một sĩ quan thông báo rằng cô Linh Lê có thể vẫn ở còn trung tâm của thành phố York. Mọi thông tin liên quan xin vui lòng liên lạc với nyp.log/469 trong ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức ngay đây khi trở lại sẽ gửi quý vị những phóng sự từ miền Nam California tới Paris. Mời quý vị nhớ đón xem. Thưa quý vị, đã hơn một tháng nay, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Cộng đã đi vào vùng biển Việt Nam gần khu vực Bãi Thứ 9. Hành vi khi khích này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của người Việt trong và ngoài nước. Và sau đây là ý kiến của một số người Việt Nam tại Pháp. Phóng viên Tường An tường trình sau đây. Kính thưa quý vị, lại một lần nữa, Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Trong nước, ngoài nước, cũng như trên thế giới đều đã lên tiếng về sự ngang ngược của Trung Cộng. Người Việt tại Paris nghĩ sao về sự kiện này? Xin kính mời quý vị theo dõi những ý kiến sau đây. Mình rất đau lòng, mình vẫn nhớ là Việt Nam rất là nhiều và mình thương đất nước quá mà mình không biết làm cái gì hết. Đau lòng khi nhìn về Việt Nam, đó là ý kiến của hầu hết người Việt hải ngoại khi nhìn thấy thái độ ngang ngược của Trung Cộng, xem biển Việt Nam là ao nhà của họ. Theo phân tích của một số chuyên gia, tàu địa chất Hải Dương 8 khảo sát thềm lục địa của Việt Nam không những chỉ để tìm dầu khí mà còn để mở một con đường hàng hải mới. Truyền thông quốc tế cho hay Bắc Kinh đã bí mật ký một thỏa thuận với Campuchia cho phép quân đội Trung Cộng sử dụng cảng hải quân Rim. Việc Trung Cộng muốn chiếm Bãi Thứ 9 nằm trong mưu đồ kiểm soát toàn bộ vịnh Thái Lan, từ đó qua Ấn Độ Dương. Theo phân tích này, nếu nối những dự án thuê đất 99 năm lại với nhau, sẽ hiện rõ dự án thế kỷ, vành đai, con đường mới của Trung Cộng. Theo kỹ sư Đỗ Thành, thái độ khiêu khích của Trung Cộng là để thử xem phản ứng của Việt Nam trước khi có những bước tiến mới nhằm chiếm cứ vùng biển này. Trong cái vấn đề về kinh tế đó, thì cái nguồn lợi của Bãi Thứ 9 là nguồn lợi gần như là nguồn lợi còn lại duy nhất mà tương đối là nhà nước còn có thể trông cậy vào đó. Trong khi vừa qua cái chuyến ông Vương Nghị, ông sang Việt Nam, ông đề nghị là khai thác chung, nhưng mà với điều kiện là 60% Bắc Kinh và 40% cho Việt Nam, thì Việt Nam đâu có chấp nhận chuyện đó. Ngay cả 50% Đảng Cộng sản cũng không đồng ý, huống chi là 60% mà ông Vương Nghị, thì cái lời tuyên bố, cái lời phát biểu của chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay chúng ta thấy là một quả là một sự sắc sược và xúc phạm tới đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Giáo sư Kat Taylor cho biết hiện Trung Cộng đã điều đến 80 chiếc tàu vào khu vực mà Việt Nam đang thăm dò dầu khí.
Các nước Ấn Độ, Nhật, Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng về vấn đề ở Bãi Tư Chính. Nhưng dịp này lại dấy trở lại ý kiến Việt Nam có nên kiện Trung Cộng ra Tòa án Trọng tài Thường trực và Tòa án Công lý Quốc tế hay không? Nhiều người vẫn nghi ngại là Hà Nội sẽ thỏa thuận song phương với Bắc Kinh thay vì đa phương. Theo chị Mỹ Dung, nhà cầm quyền Việt Nam luôn e dè trước Trung Cộng nên họ có tận dụng cơ hội này hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Đây là một cái cơ hội có lẽ là rất tốt nhưng không biết cuối cùng rồi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có tận dụng một cách triệt để không hay chỉ để mà mong tìm đến một cái sự thỏa hiệp tốt với cái Trung Cộng và khi hai bên cùng thỏa hiệp nhau rồi thì mọi sự nó lại đâu vào đấy như trước thì chuyện này mình khó mà đoán được cho đến giờ phút này. Lần này, nhà cầm quyền Việt Nam tỏ vẻ mạnh mẽ hơn. Trong vòng 10 ngày, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng đã 3 lần lên tiếng phản đối Trung Cộng, đồng thời đã trao công hàm yêu cầu Trung Cộng phải rút ngay tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Báo chí Việt Nam cũng đã được bật đèn xanh để đưa tin về Bãi Tư Chính. Ông Đỗ Thành giải thích về thái độ có vẻ mạnh mẽ của Hà Nội lần này. Có lúc thì cái đám thân Trung Cộng, họ thắng thế. Nhưng mà khi mà họ bị ép quá rồi, giống như cái kỳ này là cái quyền lợi còn lại sống còn của đảng mà còn bị ăn hiếp luôn nữa. Thế thì cái tiếng nói của cái nhóm thân Trung Cộng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Bùi Chí Vịnh, Ngô Xuân Lịch không còn giá trị nữa. Kết quả là họ đồng ý để quốc tế hóa cái vấn đề này và ông Phạm Bình Minh đã đem ra ở cái hội nghị ASEAN, những nước ASEAN vừa qua. Và trong đó chúng ta thấy được rằng là người Mỹ đã lên tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam đã quốc tế quá cái vấn đề này. Lần đầu tiên họ dám nói thẳng ra, tại vì quá bụng rồi. Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng kêu gọi nhân dân cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo, thế nhưng từ hơn một tháng nay, đáp lại lời kêu gọi của đảng cầm quyền là một sự im lặng, không một cuộc xuống đường tập thể nào trong nước, khác hẳn với những cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Cộng vào các năm 2014-2018 v.v. Đây là một thái độ bất tuân của những người hoạt động xã hội dân sự trong nước trước sự đàn áp của nhà cầm quyền trong những lần biểu tình trước đây. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đàn áp tinh thần yêu nước của người Việt Nam. Họ chích vào dây thần kinh yêu nước của người Việt Nam trong nước một liều thuốc tê liệt. Kết quả là ngày hôm nay, người Việt Nam hiểu rõ cái bản chất của đảng. Thành ra chính vì lý do đó họ không muốn nghe theo lời hiệu triệu của đảng. Ý đảng và lòng dân là hai chiều hướng khác nhau. Người dân bây giờ không còn tin vào đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Lòng yêu nước của người dân đã nhiều lần bị lợi dụng. Thế nên lần này họ không còn tin tưởng vào lời kêu gọi của đảng cầm quyền. Quả vậy, sáng ngày 6 tháng 8, một nhóm biểu tình nhỏ trước Tòa Đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội đã bị công an giải tán. Để có sự hưởng ứng của toàn dân, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần phải có những hành động tích cực hơn nữa. Thả hết tất cả những tù nhân mà đang chống vấn đề Trung Cộng á, thành ra hy vọng là cái vấn đề nó được xảy ra trong tương lai sắp tới. Từ Paris, Tường An, tương trình cho đài SPTN. Xin cảm ơn phóng viên Tường An.